Vâng, chị Hương Giang thân mến, chị có thể nghĩ sao nếu như Sẩm có thể kết hợp với nhạc rap? Dạ vâng, tôi thì chưa hình dung ra được là nó sẽ như thế nào, nhưng tôi đoán là sẽ rất thú vị. Và có lẽ đấy cũng là tất nhiên khi mà các nghệ sĩ luôn muốn kết hợp rap với những loại hình nghệ thuật truyền thống để cho ra những tác phẩm thú vị. Vâng, và trong câu chuyện Hot Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Đây là một sản phẩm kết hợp giữa Hà Mio, ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội năm 2020, cùng nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương và đạo diễn Nguyễn Nhật Giang. Không chỉ tạo hình ấn tượng, chất dí dỏm, hóm hình của Sẩm dân gian khi kết hợp với sự cuồng nhiệt của EDM và rap đã tạo nên một tác phẩm lạ mắt, lạ tai và có 102. Sẩm Hà Nội cũng chính là dấu mốc đầu tiên của Hà Mio xây dựng hình ảnh một ca sĩ trẻ đã biết cách pha trộn thành công giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Lần đầu tiên thì Thu Trang xin được chúc mừng cho ca sĩ Hà Mio và đạo diễn Nhật Giang khi vừa cho ra mắt thành công MV Sẩm Hà Nội. Và lúc này thì có lẽ không chỉ riêng Thu Trang đâu mà rất nhiều khán giả đang tò mò rằng điều gì đã khiến cho ca sĩ Hà Mio quyết định kết hợp giữa Sẩm, Rap, EDM vào MV của mình vậy? Thực ra thì ban đầu Sẩm Hà Nội được lên ý tưởng là để cho cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội. Ban đầu thì Hà chỉ có ý tưởng là kết hợp với nhạc điện tử đó, là EDM. Và sau đó thì lại thấy cái nhạc đó lại hợp với rap quá thì lại thêm được rap vào, và cứ như thế những cái ý tưởng nó dần dần hình thành và ra một sản phẩm là Sẩm Hà Nội. Vậy thì còn với anh Nhật Giang, khi mà anh nhận làm đạo diễn cho MV này, anh có cảm thấy lo lắng không, và làm thế nào để anh có thể xây dựng hình ảnh của một MV khi mà kết hợp giữa hai thể loại âm nhạc vào như vậy ạ? Tôi cũng chăn trở và tôi cũng suy nghĩ bàn bạc cùng với mấy anh em ekip, và cuối cùng mình thống nhất đưa ra cái là mình sẽ phá đi toàn bộ những nguyên tắc từ trước đây mình làm. Hình ảnh thì vẫn toát lên được cái vẻ đẹp của Hà Nội, nhưng cái tiết tấu hình nhanh để phù hợp với cái chất nhạc của EDM cũng như là cái lời rap ở trong tác phẩm đó, thì cuối cùng và nó hòa quyện, hai cái hòa quyện và ăn xăm với nhau thì tạo thành được một cái tác phẩm cũng được gọi là đang là cái hot ở trên mạng xã hội. À, dạ vâng ạ, như anh Nhật Giang chia sẻ thì không biết với chị Hà Mio, chị thấy là cái kết quả của sản phẩm này khi ra mắt có được như ekip mong đợi không ạ? Trước khi mà ra MV thì Hà rất là lo lắng, thì đây là một cái sản phẩm mà rất là lạ, có thể sẽ gặp được bị những cái ý kiến trái chiều từ dư luận á. Tuy nhiên thì sau khi sản phẩm ra mắt thì bản thân Hà cũng như là tất cả anh em trong ekip đều rất là bất ngờ, bởi vì là Sẩm Hà Nội được khán giả đón nhận rất là tích cực. Đúng như Hà Mio chia sẻ, một cái gì mới khi ra mắt thì cũng nhận được hai luồng ý kiến trái chiều. Và nhiều người thì nghĩ rằng Sẩm như một nét hồn cốt của dân tộc, không nên thêm bớt hay là biến tấu. Liệu rằng sự kết hợp này thì có phải là mất đi nét đẹp của hát Sẩm hay không? Thực ra thì trong quá trình mà tập hát Sẩm thì Hà cũng như là anh Nguyễn Quang Long đã cố gắng để giữ lại được những cái tinh túy nhất, những cái đặc sắc nhất của Sẩm, để khi mà mọi người nghe, mọi người vẫn cảm nhận được những cái riêng của Sẩm. Sự kết hợp này chỉ là muốn mang đến một cái làn gió mới đến với một cái tác phẩm mà đang rất là quen thuộc, thì để cho các bạn trẻ ngày nay có thể dễ dàng tiếp cận, để các bạn ấy biết đến Sẩm đã, và sau đó thì các bạn ấy sẽ tìm hiểu về Sẩm. Tôi thấy đấy là một cái hướng phát triển âm nhạc hoàn toàn là đúng đắn, vì đưa được cái hơi thở âm nhạc của giới trẻ vào trong những cái làn điệu âm nhạc dân gian. Chính vì vậy mà quay ngược lại thì là âm nhạc dân gian nó lại gần hơn được đến với giới trẻ. Khép lại chuyên mục Hot Trend ngày hôm nay thì sẽ thật tuyệt vời nếu chị Hà Mio gửi tới khán giả một vài câu hát Sẩm được không ạ? Như động tiên xa Hà Nội, như động tiên xa, 6 giờ thắp hết đèn xa, đèn gần vui nhất có chợ Đồng Xoan. Dạ vâng ạ, quá hay. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Hà Mio và đạo diễn Nhật Giang trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại trường quay.